Thế là cũng ra cũng làm cho nó bất ngờ là tháo cái móc chìa khóa cũ ở trên xe người đó đi. Xong rồi gắn cái móc chìa khóa mới mình vô, mình tưởng vậy là ngon rồi. Ai dè là cái móc chìa khóa cũ đó lại là cái móc chìa khóa mà kỷ niệm của ta. Sau này cưới nhau rồi thì em nhiều khi gác tay chán suy nghĩ, nhiều khi đó là cái tâm mưu có khi là quay vô rồi. Thì em giống như lúc đó có cái gì mách bảo á, em nắm tay lại. Đó. Động tác là em áp tay hai tay vô má rồi kéo gần lại cụm đầu vô. Tao thích mày. Sao anh mới đi có thời gian mà anh thay đổi quá vậy? Đó giờ mình cũng ăn lề đường thôi chứ có gì đâu mà giống như giờ anh làm như là sang chảnh lắm vậy á. Em đi với các luôn. Em tên là Thanh Tịnh, năm nay 28 tuổi và hiện đang công tác ở trong quân đội ạ. Thanh Tịnh hả? Dạ. Còn nghe chưa nghe cái họ đâu. Dạ. Dạ họ Hồ. Hồ Thanh Tịnh. Tên rất là Phật pháp ha. Còn em? Dạ, em chào chị Vân và anh Thuận. Em tên là Kim Sen, hiện tại là tư vấn bán hàng. Năm nay thì em được 18 tuổi, 10 năm rồi. À là 28 tuổi. 28 tuổi đó. À, rồi, ô, để đoán coi, chắc có lẽ là em đi mua, em sau thời gian em đi làm, em có tiền và em muốn sắm một chiếc xe hơi và em đi vô Toyota Bến Thành và em gặp cái Kim Sen và hai người làm quen với nhau và sau đó kết thân với nhau và cưới nhau, đúng không? Đó là mô típ trong phim. Còn đây nó khác. Khác đúng không? Lãng mạn hơn. Ôi, lãng mạn à? Dạ. Vậy thì kể cho anh nghe cái câu chuyện lãng mạn đó bắt đầu như thế nào? Cô này đi bán đồ ở gần chỗ doanh trại quân đội. Đó, chú bà đội này đi ra mua đồ, mua cục xà bông, ví dụ vậy. Quen. Đúng không? Mua đồ. Dạ. Sai luôn, đúng không? Thôi chị em mình sai chứ. Sai hết luôn. À, sai hết rồi, bây giờ kể đi. Thì vợ chồng của em là học chung với nhau từ năm cấp 3. Lần đầu tiên gặp nhau thì là năm đó là lớp 11 á. Thì hôm đó là em đứng chờ chặn xe buýt. Thì thấy cô này cũng mặc áo dài xong rồi cũng nhí nha nhí nhố cũng. Hồi đó ốm nhom nhách à. Cứ đứng hồi đó là có cái con nít nó khoái trứng cá anh. Trái trứng cá cứ đứng ở trạm xe buýt rồi nhảy bẻ trứng cá. Cái hơi cái đi xe buýt chung trạm xong rồi thấy xuống chung trạm luôn, xong rồi vô chung lớp luôn. Ờ trời, vậy là học chung lớp. Nhưng mà câu chuyện của bạn bắt đầu từ trạm xe buýt định mệnh. Ủa như vậy là khi nào thì mới bắt đầu để ý nhau? Lúc đó thì em vô học lớp 11 chung với ảnh chuyển trường vô chung nửa năm á, thì là em cũng thấy thích, tại vì giống như là có được xe duyên vậy đó, cái gì cũng có cùng nhau hết á. Diễn văn nghệ thì cũng diễn, sếp em với ảnh diễn chung, đi làm báo tường, đi làm xe diễu hành, tất cả đi quá là đều gặp nhau. Ảnh có xe đạp, ảnh chở em đi học, từ từ em nảy sinh tình cảm, em thích ảnh trước. Ảnh có thích em không? Dạ lúc đó chưa để ý. Con tại vì lúc đó em nó trẻ lắm, hai má hồi con trai em lại để ý một cô bé học lớp 10. À có để ý rồi. Dạ. Sao nay chị chất quốc hết rồi. Cô lớp 10 thấy hay đi chung với vợ em bây giờ nè, thấy cũng hỏi bây giờ mày giờ tao thích nhỏ đó giờ sao mày chỉ tao về chiêu ơi. Thì em cũng hí hửng mua được cái móc chìa khóa mới. Thế là cũng ra cũng làm cho nó bất ngờ là tháo cái móc chìa khóa cũ của trên xe của người đó đi. Xong rồi gắn cái móc chìa khóa mới của mình vô, mình tưởng vậy là ngon rồi. Ai dè là cái móc chìa khóa cũ đó lại là cái móc chìa khóa mà kỷ niệm của người ta, là bể kèo lớp 10 từ đó. Sau này cưới nhau rồi thì em nhiều khi gác tay anh chán suy nghĩ, nhiều khi đó là cái cầm mưu có khi là lúc đó thì em thích mà em tức lắm, là mình thích mà cứ đi hỏi mình để cua người khác không à. Bữa sau á cái em không muốn gặp ảnh, bữa đó không đi học, không muốn gặp ảnh nữa. Thì cả ngày em đó em cũng bồn chồn lo lắng, với tại vì lúc đó là em cũng thích rồi. Tối đó em quyết định là cúp học thêm luôn. Qua nhà coi tình hình làm sao. Cũng chờ một hồi lâu đâu có chịu ra đâu. Thế sau ra thế là em lấy xe đạp chở đi một vòng công viên, thế là tâm trạng tốt lại. Đứng trước nhà cũng nói chuyện hồi lâu cái nói thôi, à, chưa. À, cũng đi vô. Quay vô rồi. Thì em giống như lúc đó có cái gì mách bảo á, em nắm tay lại. Đó. Động tác là em áp tay hai tay vô má rồi kéo gần lại cụm đầu vô. Tao thích mày. Wow. Anh nghi đâu mà có đó mà, đúng không? Đó. Thấy không? Anh đã mồi trước rồi. Mày tao. Đúng rồi, hồi cấp 3 là toàn mày tao mà. Bây giờ mày tao 3 năm trời luôn chị. Mày bạn, tao cảm giác nó mới là nhiều ấy lắm. Rồi em thì sao? Xong rồi em cái... có trả lời không? Trời ơi, em là trả lời nhanh như chớp luôn á, coi như là sợ mất mối. À, sợ mất mối. Coi như là mày bị đó nha. Mày nghĩ sao mà tao không thích? À. Tao cũng thích mày. Trong lúc yêu đương nhau thì chắc là tình cảm rất là đẹp đúng không?
Dạ, ảnh cũng lãng mạn lắm. Nói chung quen nhau nhưng mà ảnh học ở trong quân đội á, nên là thời gian gò bó lắm, không được xài điện thoại, rồi cũng không có được đi ra ngoài thường xuyên. Cái đợt đó là ảnh đi học ở ngoài ngoài Bắc á, ngoài Vĩnh Phúc á, là đợt đó là em đi ra ngoài đó thăm ảnh. Bữa đó dẫn đi phố cổ chơi ở ngoài Hà Nội, mà tật em á là kiểu hay đói bụng là cứ đòi ăn cho bằng được, cứ nhìn thấy bún ốc cũng đòi ăn, rồi thấy xiên nướng này kia, chả cơm, cái gì cũng thích hết trơn, mà đòi cái gì anh cũng không cho ăn hết á. Cái em mới nói sao anh mới đi có thời gian mà anh thay đổi quá vậy, đó giờ mình cũng ăn lề đường thôi chứ có gì đâu mà giống như giờ anh làm như là sang chảnh lắm vậy á. Em rưng rưng nước mắt luôn. Xong rồi cái lúc đó ảnh mới nói thôi để anh chở đi đi ăn, chở vô trong cái quán, cái nhà hàng sang trọng lắm. Cái đi lên cái mới thấy một cảnh tượng rất là lãng mạn, là có hoa hồng nè, rồi nến nè, rồi rải hoa hồng thành hình trái tim trên bàn, rồi có bánh kem luôn. Tại vì cái ngày đó là ngày sinh nhật của em luôn, mà cũng ngày 8 tháng 3 nữa. Đó, cho nên là bày ra lãng mạn lắm. Mình đang bực bội, đang buồn lắm, muốn khóc luôn, tự nhiên cái vô cái thấy vậy, thấy bất ngờ. Cũng muốn khóc mà là khóc vì hạnh phúc. Đó đó là cái điều em mong muốn, nó vỡ hòa hạnh phúc vậy, nó mới hay đó. Bây giờ mình kể tật xấu đi nghe. Anh ấy có tật xấu gì? Ảnh á là rất là mê đá banh. Dạ, chứ mê coi đá banh mà cũng mê đi đá banh nữa. Mới gần đây thôi, là tuần trước là sinh nhật em, về nhà mở cửa mở không được, thì xong rồi cái là thấy á, là tới khi mở ra thấy cũng tặng bánh kem cho vợ, rồi cũng đang làm gà để nấu cháo gà cho vợ ăn, thấy cũng bất ngờ lắm, rồi cũng đang vui lắm, mà chưa kịp hết bất ngờ nữa là nói anh đi đá banh nha, chút nữa anh về, xong bỏ lại cho em nguyên bãi chiến trường luôn, là em phải làm tiếp, 9:00 mới về tới trong khi rồi xong mới ăn uống, lúc đó cũng trễ rồi. Đá banh có mấy tiếng à? Đá banh có tiếng rưỡi à? Mấy giờ tới chừng nào? Dạ 7:30 à. Tức là đá đúng cái giờ vàng đó em. Ở lúc mà về ăn sinh nhật là nhằm cái giờ bạc rồi, cái giờ cũng như đồng chì rồi, đúng không? Nên là bị xếp sao đó. Thứ hai là mê game, tối cứ ngủ cứ nghe gì chim sẻ đi nắng, chim sẻ đi nắng vậy đó. Vợ thì không ôm đâu, là ôm cái điện thoại coi game không á. Chim sẻ đi nắng hả? Dạ. Game tên kỳ vậy, cái game tên đàn bà quá vậy. Nó là thần tượng của em anh. Em chơi giải trí thôi nhưng cũng không có mê lắm, là game gì luôn. Cứ nhằn nhằn vậy chứ em là cũng làm đâu đó, là lên giường là cũng đấm lưng đấm chân xong rồi em mới dám coi chứ, mà em coi cái đó kể gì đâu mà kể đúng kể không á, kể mà kể cho chính xác không có đủ. Với lại hay nhăn em lắm, mỗi lần đi đâu ra đường cái là hả nhăn, cứ đi đâu làm gì cái cũng nhăn nhăn em chân. Nhất là có lý do hết anh, vợ em thì được cái là làm cái gì cũng kỹ. Hên hôm nay là trang điểm đám cưới có cái anh kia anh trang điểm cho, chứ không thôi giờ không biết rồi, bắt đầu được chương trình chưa. Đám cưới lúc nào em cũng tính trước rồi, là em trang điểm ví dụ 5:00 đám cưới là 2:00 kêu em trang điểm đi, là đầu tư cho đi xăm chân mày xăm môi cho nhanh nữa. Nhưng mà cái này không như lỡ hàng cũng tám em đó lụm thụm. Còn nói chung là cũng quăng theo thứ tự, là cũng không có đến nỗi mà sắp dép vô quăng trên giường, là cũng quăng dép ở dưới nền nhà, xong rồi cởi vớ, rồi đi tới đâu là quăng vớ, xong rồi vô trong rồi váy, xong rồi áo. Anh cũng có hơn gì đâu, anh lười tắm hơn gì nữa. Đó, bắt đầu cởi. Không, hay chưa? Hay chưa? Trời, quân đội mà sao lười tắm được, ngày nào mới tắm. Có chậm trễ trong việc tắm thôi. Rồi em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Với mấy cái tật đó thì coi như là giờ đi chơi game với lại đá banh lại, dành thời gian cho em nhiều hơn. Còn em? Vợ em yên tâm về em lắm, tin tưởng ở trong cái đó rồi thì còn cái gì đúng rồi ra ngoài được đâu. Có nghĩa là chồng sẽ ghen vợ hơn đúng không? Dạ. Chấp dạ. nhận làm vợ của một người lính rồi. Rồi. Dạ. Thì hả, thời bình thì hay thôi. Thời chiến thì cũng vậy đó. Dạ. Em phải chấp nhận cái đặc thù công việc của ảnh ra, là lúc nào mà bạn này bạn được nghỉ ngơi, bảo về nhà đó, thì cố gắng sao mà chiều chuộng bảo một chút đó đó. Còn bạn này cũng phải tranh thủ đó, về được ngày nào á thì lo mà ôm ấp vợ đồ. Và chúc cho hai vợ chồng em trong năm nay sẽ có một con chó vàng xuất hiện trong gia đình của mình, đến với gia đình của mình. Okay. Chào hai vợ chồng bạn, mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Hiền Hòa, em sinh năm 84, em bên kinh doanh. Còn em? Dạ em là Trần Thị Thu Thủy, em 29 tuổi. Dạ hiện tại thì em đang nội trợ. Thế thì hai người gặp nhau trong trường hợp ra sao? Trước đây là khi mà em lên Sài Gòn em đi học đại học á, lúc đó là rảnh thì lên trên mạng chơi thì biết quen bà xã. Bao nhiêu năm rồi? Tính thời điểm đến bây giờ là cưới luôn á là khoảng được hơn 10 năm rồi. Chị rất là thắc mắc là lúc mà em gặp vợ em hoặc là vợ em gặp em á, hai bạn có thấy cái điều là mình giống nhau không? Dạ chưa đâu chị. Lúc đó chưa thấy giống luôn dạ, á? Dạ chưa thấy giống đâu. Nhưng ở chung nhau rồi. Tại vì lần đầu tiên anh làm em quê lắm. Anh gặp em đầu tiên anh chào dạ con chào cô. Qua internet rồi gửi email á thì mình thấy khác ở bên ngoài nhiều. Lần đầu tiên ấn tượng
có anh này dành cho em là anh kêu bằng cô. Dạ, tức lắm. Còn em về ảnh thì như thế nào? Không, mới đầu nghe kêu cô tức lắm, nhưng mà mở cổng xong nhìn thấy tự nhiên anh này anh đẹp trai quá, tự nhiên cái đỡ tức dần. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì hai người mới yêu nhau? Lúc đấy em ở dưới Biên Hòa. Khi gặp lần đầu tiên đó là giống như là mình đi Sài Gòn có công việc á. Lúc đó thì mình không có gặp thường xuyên, nhưng mà vô tình đi ngang qua thì ghé cho biết thôi. Thì sau đó thì lúc mà quen nhau thì chủ yếu là qua điện thoại. Hai người có thường xuyên là cãi vã nhau hay là có những sự hiểu lầm là suýt đổ vỡ không? Dạ có chứ anh. Cái này đa tình lắm đúng không? Dạ đúng rồi, lý do là ghen. Bắt gặp qua tin nhắn điện thoại thôi, chứ không phải là thấy tận mắt. Chứ em hỏi thì anh trả lời cái mối quan hệ đó là như thế nào? Anh nói là chỉ là bạn bè bình thường thôi, nhưng mà em nghĩ là nếu 11, 12 giờ đêm mà nhắn tin thì không thể nào mà bạn bè bình thường được. Bất thường. Dạ đúng, bất thường lắm anh. Rồi sao rồi ghen rồi có giận hờn rồi chia tay không? Dạ có, cái lần đó lần ghen khủng khiếp luôn á. Sau cái lần ghen đó là tụi em chắc phải chia tay gần một năm. Mà sau một năm đó ai chủ động làm quà? Thì sau một năm thì em phát hiện ra là vợ em thay đổi, biết quan tâm hơn, rồi biết giống như là thành người lớn rồi đó. Thì em cảm thấy là cũng rất là hay. Thì lúc em cũng chủ động là em cũng nói chuyện lại. Hai em quen nhau bao lâu thì mà mới cưới nhau? Khoảng 7 năm. Rồi sau khi cưới thì vợ còn ghen đâu? Cũng ghen. Cái mức độ ghen nó như thế nào? Nó trầm trọng hơn hay là nó giảm bớt đi? Giống như là khi mà mình có Facebook á thì vợ nó là tại sao không cho mình mật khẩu? Trời ơi. Hay là Zalo chẳng hạn. Còn cái đó em có cái cảm giác giống như là mình bị kiểm soát. Trong cái công việc của em ấy, thường là công việc về kinh doanh mà dạng giống như là đào tạo á, thì cứ sau khi dạy một lớp thì người ta hay chụp hình. Thì có mấy cô bé đứng kế bên á, rồi về là vợ tự nhiên vợ nói rất là nhiều, rồi sau đó lại lôi những cái chuyện trước đây nữa. Nên mình có cái cảm giác chưa có tin tưởng mình. Có lý do mà em lại kiểm soát chồng em kỹ như vậy? Mình mất niềm tin một lần rồi thì mình cái cảm giác mình cũng không có được tin tưởng cho lắm. Cái niềm tin là từ cái đợt mà trước khi cưới. Dạ đó, dạ đúng rồi. Mày hết vậy đó. Dạ đúng rồi. Thì cũng... mà đã giận một năm rồi. Giận một năm rồi xong xóa sổ cái chuyện đó rồi. Dạ, sao cho ta cơ hội? Chưa xóa sổ, nói chung là tới bây giờ anh vẫn còn giữ cái mối quan hệ đó. Anh nói là cái đó chỉ là bạn bè bình thường, nhưng mà em không có tin tưởng như vậy. Tới bây giờ luôn vẫn còn giữ mối quan hệ đó. Vẫn còn giữ cái số điện thoại đó thôi, còn có gọi hay không thì em không biết. Nhưng mà từ cái ngày đó tới giờ em đã bắt gặp một cái lần nào mà nó tương tự như cái lần mà em đọc trong tin nhắn chưa? Cũng có, nhưng mà là với người khác. Vậy là anh chồng em là hay nhắn tin cho khác phái đúng không hả? Dạ. Cụ thể có một cái tin nhắn gì mà nó khiến em cảm thấy khó chịu và em phải ghen? Có thể là trong cái ngày hôm đó anh gọi điện thoại cho cái chị khách hàng nó không được. Thì anh có nhắn một cái tin là tại sao ngày hôm nay anh gọi cho em hoài không được, anh bắt đầu thấy lo lắng rồi nha. Thì khi mà anh đi làm về thì vô tình em đọc được cái tin nhắn đó, thì em cảm thấy là một khách hàng nữ bình thường hoặc một người bạn bình thường không cần phải quan tâm tới mức đó. Gọi không được lúc này thì mình có thể gọi lúc khác. Thì em thấy cái chuyện đó bình thường, không có gì hết. Nhưng mà có bao giờ vợ em mà ghen lồng lộn lên mà đòi ly dị ly hôn? Cái này thường xuyên. Có buổi sáng em ngủ dậy thì thấy tờ ly hôn, thì em cứ để đây em không có nói gì hết. Em nghĩ là vợ em giận em thôi. Nghĩa là em thấy cái chuyện mà giữa cái hiểu lầm đó nó không lớn để phải làm cái điều đó. Trước đây bà xã em ra trường xong đi làm khoảng 6 tháng, cưới thì bắt đầu sinh hai em bé liền. Em hiểu được cái cảm giác là giống như ở nhà đó, không có đi ra ngoài, ở nhà suy nghĩ nhiều đó, nên em thấy cái chuyện đó em không có lo lắng, em thấy bình thường. Thì vợ em cảm thấy là giống như là không có tôn trọng cái vấn đề đó. Em mỗi lần em viết đơn ly hôn vậy là thực lòng muốn ly hôn thiệt hay là chỉ muốn một hình thức là cảm tỉnh? Dạ không, cũng có lúc là muốn ly hôn thiệt. Giống như cái tính của em á, là chẳng thà có thì phải có cho trọn vẹn, còn nếu không thì mất hẳn cũng được. Có một lần gần đây nhất em viết là em viết cái tâm lý là ly hôn thiệt luôn. Là chấp nhận một mình nuôi hai con luôn, không cần chồng. Gần đây nhất là bao lâu? Cách đây khoảng 6 tháng. Rồi từ 6 tháng tới bây giờ thì cái chuyện đó nó đã bình lặng trở lại chưa? Thì hay là cho tới thời điểm này là vẫn còn lấn cấn về cái vấn đề đó? Dạ trong em thì vẫn còn lấn cấn á. Mà cái tính chồng em cũng vô tâm lắm. Nhiều khi em nói vậy mà anh không có nghĩ tới như vậy. Dạ, nghĩ là em anh nghĩ là chắc là suy nghĩ trẻ con thôi. Chứ không có nghĩ kim trọng vậy. Cho nên là nhiều lúc có những cái vấn đề giữa mâu thuẫn giữa vợ chồng á, anh không có giải quyết. Có đúng vậy không à? Lúc trước thì có nhiều lần giải thích thì cũng vậy à. Mình giải thích được việc này thì cái việc trước đây nó sẽ lại tiếp ra. Không phải em không muốn giải thích mà em không muốn nói là. Em trước đây làm công việc gì? Dạ trước em làm ngân hàng. Em làm ngân hàng được bao lâu? Em làm được khoảng gần một năm. Gần một năm sau khi lấy chồng xong rồi sanh con là ở nhà tới bây giờ. Dạ, lấy chồng sanh con xong là ở nhà tới bây giờ. Ở nhà là được mấy năm rồi ha? Dạ tính ra bây giờ là khoảng gần 2 năm. Em có ý định đi làm trở lại không? Dạ có chứ, con em nó đi nhà trẻ được á thì em sẽ đi làm lại. Bởi vì thật sự mà nói là bây giờ mà bỏ con ở nhà em cũng không yên tâm nữa. Ông xã có khuyến khích cho vợ đi làm không? Em thì rất là thích vợ em đi làm. Tại em hay nói là khi mà em đi làm rồi em mới hiểu anh. Bây giờ em không đi làm, em không hiểu anh thì em hiểu được cái nỗi khổ của anh. Tại vì vợ em từ nhỏ đến lớn á, vợ em rất là sướng hơn em, không phải lo lắng gì hết. Còn em từ nhỏ đến lớn thì em phải lo lắng mọi thứ. Cái suy nghĩ của em nó cũng khác vợ em nhiều. Cuộc sống của em thì được do ba mẹ sắp đặt hết. Nhiều khi em cũng thấy là mình suy nghĩ cũng hơi trẻ con, hơi non. Nhưng mà có điều là vấn đề là chồng không có chia sẻ cái điều đó. Nghĩa là cứ mỗi lần mà em phản ứng tiêu cực á thì anh chỉ nói một câu là
em không có hiểu được đâu. Không có giải thích cho em là tại sao em không hiểu cái vấn đề đó. Chị thấy vậy nè, ở bên tụi em đang có một cái vấn đề nè. Tại vì em quen vợ em từ lúc nó còn nhỏ quá, đâm ra khi mà nó trưởng thành nó lớn em cũng không cảm nhận được điều đó. Đâm ra là em cứ nghĩ rằng á, em có tâm sự, em có chia sẻ, vợ em cũng không thể hiểu được. Đó hiện giờ là cái đang suy nghĩ của em. Và chính vì cái điều đó mà vợ em á, lúc nào cũng muốn chứng minh cho em thấy rằng là vợ em có thể hiểu được em, giống như những người bạn của em ngoài đời. Mà những người bạn đây đặc biệt là những bạn nữ, nếu như tụi em không khắc phục là nó sẽ đi đến những mâu thuẫn lớn hơn. Tưởng là nhỏ nhưng mà không có nhỏ đâu. Cái chuyện mà viết đơn ly dị nhiều lần á, theo chị là không nên, chứ đừng có lặp đi lặp lại. Tại vì cái sự lặp đi lặp lại như vậy á, chứng minh được cái điều anh ấy suy nghĩ là em còn con nít lắm. Mỗi lần viết đơn anh không có ký, anh toàn giấu tờ đơn không. Thì tại anh nghĩ là em còn con nít lắm. Người lớn không ai làm như vậy hết, em hiểu không? Em chứng minh bằng cách khác để cho anh thấy rằng em đã trưởng thành. Cái kiểm soát của em như bây giờ em không bao giờ chứng minh được cho anh biết em đã trưởng thành hết á. Cho nên em phải suy nghĩ một cách khác. Còn em, lâu lâu đi, em thử chia sẻ một cái điều nhỏ trước để xem vợ em xử lý cái tình huống đó như thế nào, thì em sẽ thấy được cái sự trưởng thành của vợ em. Hai vợ chồng bắt buộc phải có sự sẻ chia, không thể nào mỗi người một cõi được. Mỗi người một cõi thì đừng lấy nhau làm gì. Bây giờ với anh thì anh xin chia sẻ một điều. Đàn ông người ta rất khó chịu khi mà những cái cá nhân của người ta bị kiểm soát. Thì anh nghĩ cái điều đó là đã là vợ chồng thì nên tin tưởng và cũng không nên phải kiểm soát, đúng không Hòa? Mà Thuận nghĩ không riêng về Thuận hay Hòa và tất cả người đàn ông. Thế bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Mong muốn vợ em có lên Facebook thường xuyên, em rất là dị ứng cái đó. Rồi, hạn chế Facebook lại. Ở ngoài ra còn gì nữa không? Thì vợ em nói chuyện khó nghe lắm. Em thì em mới ở vườn vô cái vợ em nói rảnh không? Gấp quần áo đi. Là em thì rất là muốn giúp nhưng mà nghe cái câu là rảnh không gấp quần áo đi thì em có cảm giác nó không có thực sự là mình muốn làm việc đó. Tức có nghĩa là muốn vợ mình nhẹ nhàng, đừng có nói trỏng nữa, đúng rồi, nói nhẹ nhàng. Và mỗi lần muốn cái gì là cho ổng cục kẹo, tức nghĩa là ngọt ngào xíu, đúng không? Ý tứ một chút. Còn em? Em chỉ muốn là bận thì bận nhưng mà phải sắp xếp thời gian để dành cho con. Rồi nữa là đi làm về mệt thì cũng ráng chơi vợ con chút xíu đi, còn anh về anh ngủ liền à. Ngủ mà ngủ ly bì ngủ suốt luôn á, ngủ như không cần ai luôn, không cần biết ai xung quanh hết. Cố gắng dành thời gian cho vợ con một chút nha. Với lại bớt nóng tính đi, ảnh cọc tính lắm. Mỗi lần mà anh nói em nói vậy anh không vừa ý, bắt đầu anh quát nạt lên, anh làm sợ lắm. Coi giọng anh em là em phải ý tứ đó, em phải ý tứ một chút cho coi anh đó. Em dạ không, không có quýnh em mà giận lên đập đồ không à. Mà giờ còn đập không? Em giờ có con hết đập rồi. Xong rồi giờ tự mua lại tức lắm luôn á nghe. Chị thấy vậy nè, cái điều mà vợ em mong muốn á, em cố gắng chút xíu đi, biết là mệt đó nhưng mà em cố gắng chút xíu đi, dành cho con với vợ một chút xíu thời gian của riêng mình một chút. Còn em á, muốn chồng em bớt cọc tính á thì ăn nói ý tứ một chút. Chồng em thích ngọt đó, nãy mới chia sẻ đó. Nghe. Đúng không? Dạ. Làm được đúng không? Dạ được. Nhiều khi ngọt ngọt thêm đứa nữa đó. Rồi bây giờ xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên thì cho con xin phép chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Hai cô chú MC rất là dễ thương. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận. Hiện đang làm giáo viên tin học trung học cơ sở. Dạ. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Rồi, còn cô gái mỏng manh, mỏng hơn bé hồi nãy luôn á. Cô dâu này mỏng hơn bé hồi nãy luôn. Sao làm Yến á. Người giống như là con Yến vậy đó. Đó. Dạ. Mời con. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm. Năm nay con 28 tuổi. Con cũng là giáo viên tin học. À vậy hả? Dạ. Hai chồng chung trường hả? Dạ không. Dạ, dạ khác trường. Khác trường. Mà sao? Chung nghề. Dạy chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Dạ. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Dạ. Dạ chắc liên quan tới Yến. Làm nhà Yến sao? Cho quen. Sao con không? Gặp vợ con cách nào? Dạ con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Thanh Mai Trúc Mã. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa là cấp 3 là chung trường. Dạ không, khác trường luôn. Khác trường luôn mà nó gặp được nhau hay quá. Dạ. Ừ. Nó theo ngạch thì nó khác nó tỉa vậy. Ủa nhưng mà khác trường mà có xa không? Dạ cũng xa, khoảng 20 cây á. 20 cây mà sao quen? Gặp nhau. Dạ. Bởi giờ mà sao gặp nhau? Thì giờ mới hỏi nè. Đấy, gặp nhau chắc là gia đình hai bên là quen nhau đúng không? Dạ không. Thôi để nó kể đi, đừng có đoán nữa. Không đoán nữa, đang có cái bằng rồi, ngon lành giữ lại đi xài đi. Dạ. Rồi con kể. Ủa, tiếp đi con. Dạ thì con với vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi. Là gần nhà của con á là chơi thân với một bạn. Thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con. Thì trong một cái dịp Tết năm 2012 á thì vợ con đi về nhà anh bạn nó chơi. Rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11, học cấp 3. Dạ. Rồi. Có nghĩa là bé này đến nhà của bạn của con. Dạ, bạn của chơi. Dạ. Tức là bạn bè thôi đúng không? Chứ dạ. Không yêu đương gì đâu đúng không? Dạ. Đó. Gặp đó. Rủ con đi. Ủa mắc gì nó phải rủ con đi ta? Nó đi mình với bé này nó sợ hay tại gì phải rủ con? Tết con ít có đi đâu chơi lắm. Với lại
cái bạn đó cũng là bạn thân á. Cho nên là mới gặp nhau. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Dạ đâu có biết, đâu có nhớ đâu. Dạ không nhớ luôn. Không. Đi chung với một nhóm bạn đó là về là con giống như là đi chơi bình thường vậy. Không có nhớ gì hết. Dạ con có nhớ không? Một nhóm bạn chứ không phải là một mình con. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ con là cái người đầu tiên chủ động nhắn tin, xin số điện thoại nhắn tin cho anh này. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ. Là lớp 11. Dạ đúng rồi. Thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu. Nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng. Thì con lại thích hai bộ môn đó. Cho nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Và anh ấy trả lời liền không? Dạ anh đang rảnh. Anh nói lúc đó là đang rảnh. Cho nên là anh trả lời liền. Có nhớ là nhắn ảnh gì không? Dạ thì con cũng nhắn nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà ảnh không nhớ con, ảnh nói là không biết đứa nào hết. Tại vì nó đi đâu. Trả lời lại một câu không biết đứa nào hết. Dạ. Rồi khi con đọc được cái tin nhắn rồi sao? Dạ con thấy cũng bình thường. Dạ. Rồi con cũng giải thích là con là con bé mà ốm nhất trong cái đám bạn đó. Trời con ốm triền miên từ hồi lúc lớp 11 tới bây giờ con vẫn ốm hả con? Dạ con ốm từ nhỏ. Nhưng mà con rất là khỏe, con không có bị bệnh lặng vặt. Dạ chắc nhờ uống yến đó chứ Quốc Thuận. Trời hay quá, hay quá. Con uống yến từ năm con lớp 11 luôn á hả? Phải không? Dạ nói chung là ở nhà làm yến từ hồi đó giờ phải không? Dạ không, con mới làm đây thôi, nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ con vẫn mua yến hũ cho con. Rồi nó nghe là rồi không nhớ rồi sao hai đứa quen nhau. Rồi xong rồi vợ con là làm anh em kết nghĩa. Rồi nhắn trao tin đổi, một nhắn hồi tin. Trời, ai đề nghị làm anh em kết nghĩa? Anh ấy. Dạ con không nhớ chính xác này, mà hình như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con dạ, muốn giới hạn cái tình cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học và tuổi đi học thì con không có nghĩ ngợi gì nhiều. Có nghĩa là con rất là tinh khôi, con rất là tinh khiết. Dạ đúng rồi. Con không nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà cô này có nghĩ. Con nghĩ không? Dạ không luôn chú. Nhưng mà con có thích. Dạ ảnh. Cũng không luôn. Thích là tại vì á là ông lại biết tiếng Anh với lại biết thích chơi bóng đá. Nghĩa là giống như con muốn có thêm một cái người bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nghĩa là một tình bạn trong sáng. Đối với con là sẽ học xong hết cấp 3 thì mới có người yêu. Cho nên lúc đó là anh này đề nghị là mình làm anh em. Tại vì anh này hơn con 1 tuổi, 2 tuổi luôn. Làm anh em. Thì trong lúc đó là hai đứa đều rảnh. Nghĩa là không có người yêu. Thì rất là hay nhắn tin. Một ngày là nhắn hơn 200 tin. Trời dạ. Ai nhắn, ai chủ anh, động dạ, không có anh em nào một ngày nhắn nhau 200 tin hết trơn hết rồi. Không có được, anh em ruột không có nhắn gì luôn á chị. Em nói anh cho biết luôn. Càng không nhắn luôn. Không nhắn luôn mà nói á. Ờ cái này là anh trai mưa, em gái mưa hay gì đó. Nghĩ sao mà nhắn 200 tin ngày. Cái thời mà còn SMS á, của Hồng Vân là đăng ký tin nữa. Nhắn. Đúng rồi, đăng ký. Dạ, là mình đăng ký mấy nghìn nữa là mấy trăm tin nhắn đó con. Mà nhắn là hết tin nhắn luôn. Rồi bộ không ăn cơm, không học hành nữa sao mà lại nhắn tin ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn là em ăn cơm chưa? Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi. Hay quá chị. Đó. Thứ là ngày xưa đó. Yêu nhau vĩ đại hơn vậy. Vĩ đại á. Rồi sao? Rồi sao nữa nè? Nhắn một thời gian như vậy bao lâu thì bắt đầu mới thích nhau rồi mới là không còn là anh em nữa, phá banh cái rào anh em ra. Dạ thì chắc nhắn hôm đó là Tết thì khoảng một năm sau á. Thì con thấy vợ con là giống như là tri kỷ vậy đó, ý là người bạn thân là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ để giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Xong rồi thì con cảm thấy là giống như là rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Xa bạn đó được. Dạ. Cho nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Mà cô ấy đã là tri kỷ trong trái tim, trong khối óc của tôi rồi. Anh nhưng mà cái bữa đó là mới có 30 tháng 4 thôi, là chỉ có 4 tháng thôi. Là có 4 tháng thôi. Dạ. Rồi. Ok kể lại nha. Dạ 4 tháng. Ủa sao anh không nghe cái micro chứ vậy? Alo alo coi. Alo. Rồi ok. Rồi. Đâu kể coi. Tết á là hai tụi con gặp nhau. Thì vào ngày 30 tháng 4 á là anh này là chính thức tỏ tình với con. Dạ. À, lúc đó là con lớp 11. Dạ con 11 còn anh 12. Thì con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình là không có tốn tiền của Hồng Vân. Anh tỏ tình anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Sao? Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em, mà con đâu có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Tại vì con rất là sợ cái việc yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Lúc nào con cũng phải là học cho xong cái đã. Thì con không có nhận lời. Khi mà nhận được cái lời từ chối đó con có tổn thương không? Có buồn không? Dạ buồn chứ. Buồn. Dạ.
Rồi nhắn là buồn sợ bạn đã có người yêu mất thì mình không biết phải làm sao. Dạ. Rồi có nhắn tin bớt lại ảnh. Con có nói là nếu như cũng bình thường như trước kia. Con hẹn ảnh con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á thì lúc đó là em sẽ nhận lời chứ không phải là con từ chối hẳn. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ, đúng rồi. Và vô đại học thì chắc chắn là sẽ có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì nếu như là mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến với rồi sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc con lên con có lên Sài Gòn học không? Thành phố Hồ Chí Minh học không? Dạ có, lúc lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Thì lúc đó lại con cũng không muốn đi xa. Tại vì người yêu của mình đang ở dưới kia, bây giờ mình đi xa quá thì cũng cũng sợ mất đó. Người mình yêu. Dạ. Thì con cũng có xin đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm. Tức là có vì cổ đúng không? Cũng có một phần. Dạ. Tại vì lúc đó giống như là giờ coi như là chỗ dựa tinh thần vậy đó. Mình đi vô đây thì không có quen biết ai đâu, bạn bè cũng mới á. Mà lúc nào mình cũng không có an tâm á. Xong rồi lại chọn là học ở Phan Thiết nửa học kỳ. Xong rồi con học xong là con cảm thấy năng lực của con so với ở dưới đó học thì nó hơi phí. Nên xong rồi ăn Tết xong rồi con lại lên đây con ôn thi lại một lần nữa. Lên Phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là con học ở trường nào? Dạ con học Đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Dạ. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12. Dạ con nói với ảnh như vậy nhưng mà tới ngày 30 tháng 4 là ảnh tỏ tình với con. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Đó, chịu không nổi chị. Thì đó. Dạ. Cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh chưa có thi đại học. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Cho nên là con nghĩ thôi mình cứ nhận lời tại vì hai đứa cũng ở rất là xa, không có gặp mặt. Mà không nhận lời hay nhận lời mình đều nhắn tin hết. Cho nên là con quyết định nhận lời ảnh để cho ảnh yên tâm mà học cho tốt. Như là có thêm động lực. Dạ, dạ. Đúng không? Mà cái tác động trực tiếp lúc đó là thằng bạn của con là cái thằng mà bạn chung với hai đó. Đứa nó nhắn tin nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy. Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen. Mà mày hành ổng thế này hành ổng thế kia. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Mọi ngày con hay nhắn ảnh con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì. Thì ảnh hay nói là anh ước là em làm người yêu của anh. Thì hôm đó ảnh không có tỏ tình nhưng mà con nhắn con hỏi lại có là nếu có một điều ước anh ước cái gì. Thì ảnh nói là anh muốn em là người yêu của anh. Thì con mới trả lời là vậy điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Trời ơi, cái chuyện tình nó hay quá. Dạ. Chị ơi, em lấy vô cái bộ phim đang làm đi, Mối Tình Học Trò. Hay không? Mối tình hay. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn. Sợ ảnh hưởng đến việc học của ảnh thôi. Lúc thì nghĩ rằng nào là cũng xa mà đâu có gần nhau đâu mà lo đúng không? Dạ, với lại là tụi con cũng rất là ít gặp cho nên không có một con không có một cái ấn tượng gì. Rồi con xong lớp 12 rồi con có thi vô đại học để lên Sài Gòn học không? Dạ có. Con phải lên là vì ảnh không? Dạ không, con là cứ thẳng một đường con đi thôi. Là con đại học sư phạm hả? Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên con lên Sài Gòn á, ngày đầu tiên con lên Thành phố Hồ Chí Minh á thì là con có gặp ảnh liền không? Dạ ảnh có ra bến xe đón con không hay như thế nào? Có không? Dạ ảnh thì không có ra bến à có bữa đó ảnh ra tàu. Ảnh ra tàu đón con. Có biết mà phải lên đi tàu ảnh ra tàu đón con. Đi xe đi tàu đi máy bay gì cũng sẽ đón hết trơn trọi. Lãng mạn lắm nghe, đến sân ga nghe rồi sao nào gặp nhau nhưng sao? Mà lúc đó con vẫn chưa có thích ảnh. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường tự nhiên mang tiếng có người yêu. Hồi đó sao con thấy cái có người yêu nó nghiêm trọng lắm. Nên là con lúc đó tự nhiên con thấy gò bó và con không thích nữa. Con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Trời nhưng mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục. Và một ngày vẫn mấy trăm tin. Lúc nào cũng rồi, chưa, xong rồi, biết rồi. Nhắn tin cọc lóc vậy đó. Dạ con nhắn vậy nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm. Như vậy là cứ ba chữ, tối đa là ba chữ. Ảnh thương con. Dạ. Rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con. Từ Gò Vấp qua quận 5 mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3 luôn, năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ, lúc con đi học sư phạm được một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá. À, thương ảnh rồi. Nên là con mới bắt đầu có tình cảm với ảnh. Dạ. Rồi. Làm ảnh đưa đón con, ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn để chờ đón con về. Tại vì ủa rồi con không học hay gì con định hỏi đó mà chứ có định hỏi bộ không có học hành bỏ học bỏ hành hay sao đi ngủ lang. Dạ có chứ, thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về. Còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn xong rồi
con chờ con trở về luôn. Nó thương nó bận tiền chứ nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Rồi thì đó, hai trường gần nhau mà. Rồi, có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không, có tiền đổ xăng đâu? Dạ xe hư thì có. Thì nếu mà hết thì em còn tiền thì cho anh mượn. Mà lên đi học là chắc cũng phải khó khăn chứ đúng không? Dạ, đúng. Lên thành phố thì rất là đỏ tới mồm á, cô Hồng. Hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không? Dạ. Có khi nào mà đói bụng mà trong túi không có tiền không cả hai đứa? Mới tình sinh viên mà. Hoặc là muốn đi chơi mà trong túi không nào có tiền hết trơn á, rồi không biết đi chơi đâu. Không có tiền thì chưa có, nhưng mà có ít thì có. Nghĩa là hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15 ngàn thôi, mà ăn hai rổ rau. Ăn hai rổ rau. Trời ơi, cái bà bán bánh xèo chắc bà rủa hai đứa con. Trời ơi, nó ăn có một cái bánh xèo 15 ngàn, nó ăn hai rổ rau. Nói chung là cái thời sinh viên đi. Nhưng mà nó đẹp. Dạ. Nhưng có nhiều kỷ niệm là nó đẹp. Dạ. Nhiều kỷ niệm. Nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại. Dạ. Dạ. Tự hai đứa sao? Giờ hoài niệm nè, đó bây giờ hoài niệm thì cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không? Dạ. Ừ, rồi xong sao nè. Sau đó thì là con học đến năm thứ tư. À, khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè, rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không? Hai đứa. Dạ. Có đứa nào bỏ ngang không? Dạ không. Dạ anh tốt nghiệp trước con. Tốt nghiệp trước rồi tới con, rồi xong hai đứa là về lại quê. Dạ. Thì anh tốt nghiệp trước nhưng mà anh chưa về á con. Ở lại lại con đúng không? Anh ở lại. Thì chắc chắn rồi, cô không cần hỏi luôn. Cô không cần hỏi. Rồi trong một năm mà con ở lại rồi con có đi làm không, hay là đi nhông nhông dạ, lắm thôi. Con học xong á là 2015. Thì con có gửi cái bằng đó về quê để xin việc ở quê. Thì gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó. Thì con nghĩ bây giờ mà đi về nhà cũng thất nghiệp, không có gì làm cũng chán lắm, ba mẹ sẽ buồn. Thì bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó mình làm, mình học thêm để mình có cái nghề mình làm trước. Thì đó là cũng mà mình tốt cho bản thân mình và ba mẹ cũng sẽ không có bị thất vọng. Tại vì ở dưới quê con ấy, nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cất bằng nên không có muốn mình phải như vậy. Xong rồi con lại đi học thêm cái trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn. Và cái môn con chọn là cái môn tin học. Tại vì nhưng mà con đã có bằng cao đẳng rồi mà. Con bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật nông nghiệp là cái môn dạy môn công nghệ lớp 7 đó. Thì con lại đi học môn tin. Ngày xưa khi con học cấp 3 thì con rất là thích học môn tin học với lại môn tiếng Anh. Và con chọn cái trường đó là trường đại học sư phạm thì nó cao quá con không có đậu được. Nên con mới xét xuống đại học Sài Gòn, cái môn đó nó vừa đủ điểm để cho mình đậu, với lại nó cũng là sư phạm luôn. Rồi cái bằng đó sợ về quê không có việc nên con học tiếp cái ngành trung cấp máy tính. Dạ. Đó là đúng không? Trung học trung cấp máy tính. Thì trong quá trình học á thì con cũng đi học thêm sửa chữa ở bên ngoài, sửa điện thoại, sửa máy tính. Rồi lại có cơ hội đợi dạ, đợi bạn gái mình. Nó cũng cả hai. Bây giờ nếu mà mình đợi mà mình thất nghiệp về chỉ gọi con ra trường đi làm thôi, thế nào vợ con cũng bỏ thôi. Hoặc là mình về mình không có việc rồi vợ mình đi làm rồi mình đâu có mình con trai mà mình chẳng lẽ mình bị lép vế đâu đúng không? Mình chờ vợ nhà nuôi sao được? Diễn đó chứ. Dạ đúng rồi. Nên con phải quyết tâm, con phải có một cái nghề gì đó. Thì con đi học trung cấp xong rồi con học nghề thêm. Thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc lặt vặt. Hay quá. Xong rồi có cái bằng đó. Thì chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Bà này học bà này bà về trước. Ba học năm xong ba giờ sao? Về trước ba giờ trước mất mình ở đây mình sợ chứ cũng không sợ ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn là lúc đầu mới vô chứ không có sợ đúng không dạ rồi con về con có việc liền không dạ có con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 là con đã đi dạy ở Bình Thuận rồi đó rồi xong rồi một con xong rồi là con đi về rồi, con xong rồi con cũng đi về con làm với Bình Thuận rồi lúc đó là con cũng về là con cũng có việc liền luôn tại vì cái việc con làm là trám vào cái vị trí của vợ con làm đó. Vợ con đầu tiên là làm ở bệnh viện huyện nhưng mà sau đó thì không có đúng với sở trường của vợ tại vì vợ lại làm giáo viên tin nhưng mà xin vô bệnh viện làm kỹ thuật viên tin học giống như kiểu chữa cháy vậy đó tại vì tháng 7 xong rồi tới tháng 8, tháng 9 thì mới biết hồ sơ nộp vô giáo viên đậu hay không á. Thì bây giờ mình có việc thì mình cứ làm trước. Xong vợ làm xong một tháng là anh ơi em không hợp, em là không nổi. Rồi, cái bung. Là bung đi qua làm giáo viên thì thành ra ngay cái vị trí lại thiếu. Đang khuyết thì con về là chắc luôn. Thì nói là vợ người yêu của em đang làm cái nghề đó là về vô luôn. Con có thấy một sự sắp xếp không? Đúng chưa? Dạ. Một sự sắp xếp vô hình nào đó của ông tơ bà Nguyệt đúng không? Đó. Rồi bây giờ hai đứa về dưới quê.
rồi xong rồi á bắt đầu là đám cưới luôn chưa? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa, chưa hay là phải đi hay làm. Là con đi làm 2 năm là tụi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian nó có chia tay gì không? Dạ gây lộn rồi có ghen tuông. Có lần nào chia tay dài không? Thì con thì con chả bao giờ giận vợ con gì đâu. Cũng không có trách móc cái gì. Nhưng mà không lẽ không có một cái, nhưng mà vợ con có giận con thì vợ con thì nói chung là giận thì nhiều, mà con thì giận thì mình nói chung là rất là thương vợ. Rồi biết rồi, nhưng mà chú hỏi nè, điều vô thẳng vấn đề luôn. Dạ. Là hai đứa có lúc mà quay về quê lại đó, dạ, là có chia tay không? Dạ. Có. Có mà chia tay dài không? Có chuyện dạ, chia tay đó là sao? 3 ngày. Chia tay 3 ngày. 3 ngày tới 3 ngày dài. Luôn. Rất dài. Rất dài. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Dạ, đó là cái sóng gió duy nhất của tụi con từ lúc mới quen cho tới bây giờ. Vụ gì? Vụ gì? Vụ gì vậy? Dạ. Cái này có liên quan tới một bạn trong cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Lúc đó là anh đi làm ở cái cơ quan mà em rồi, làm cái bệnh đó. Viện đó đó. Dạ, ở bệnh viện á. Thì một thời gian, bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là 1 ngày mấy trăm tin. Nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con. Và con giận. Thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận, con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương, không hề luôn, nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có một cái cảm tình gì với anh, bạn nữ đó là lơ luôn, nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm. Giống như cái đầu tiên mà anh mà anh tin quan tâm cho con là có rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy, nhưng con cũng nói anh, con nói là anh ơi, bây giờ anh nhắn tin như vậy đó, anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa. Nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được. Thì con mới ủa, mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Con mới nói anh. Thì con nói là em thì không có cần thương hại. Ví dụ anh thương thì thương, còn không thương thì thôi, em mới cần thương hại. Cho nên làm thôi, bây giờ em với anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Thì con nói em với anh chia tay đi. Nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau và rất là thương hai đứa, coi như là cháu trong nhà luôn. Thì con mới nói anh là nếu như mà mọi người hỏi á thì em cũng không nói là ai sai ai đúng, em chỉ nói là mình không có hợp thôi, thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em. Em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Em gái mưa này hơi lớn. Nhưng lần này anh lại nói là tùy em thấy như thế nào thoải mái thì em làm. Thì phải có rồi. Sau đó. Dạ. Thì sau đó là cũng con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu. Nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường. Hai đứa vẫn làm bạn bè. Thì một cỡ chừng 3 ngày sau anh mới nhắn tin cho con, anh gặp con, anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không? Thì 3 ngày là làm bạn bè là không nhắn tin. Tại con á là cứ thích anh này là nhắn tin nhiều. Nhưng mà anh này là cứ nói là bận việc đi làm không nhắn được, biện lý do, nhưng mà thì ra là nhắn cho bạn kia được. Thì sau đó 3 ngày đó thì con không có nhắn nữa, tại vì con đã xác định là không quen nữa, nên con cũng không có đợi tin nhắn của anh nữa. Rồi 3 ngày không nhắn gì hết thì anh mới nói con, bữa giờ làm bạn với anh có vui không? Thì đâu có vui xíu nào, cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau, mới nói ra là vì sao anh lại như vậy. Là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi nó sẽ khác với hồi mình đi học, nó sẽ có áp lực của công việc, chứ không phải là lúc nào anh cũng có thể cầm điện thoại để nhắn tin cho em. Hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm, còn anh cũng rút kinh nghiệm là anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Rồi hai đứa quay lại. Thì từ đó là anh cũng không nhắn tin với bạn đó nữa. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Đúng đó. Đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà phải chọn nhau, tại vì luôn luôn trên bờ vực đúng rồi, người ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Một trong hai, đúng không? Hiểu không? Còn chọn sai là phải chịu thôi. Đúng, đúng rồi. Chưa? Ủa nhưng mà là lúc may đó là không hai chọn đúng hạnh phúc. Chọn đúng hạnh phúc. Có nghĩa là lúc đó là mỗi đứa là có nghĩa là con đang ở nhà, con nhắn tin cho cổ, cổ ở nhà cổ nhắn tin. Đúng không? Dạ. Có nghĩa là hai đứa ở hai nhà đó, khác nhau hay dạ, sao? Dạ đúng rồi. Tức là đến một lúc nào đó con biết không, thực sự á, cái chuyện mà mình nhắn tin á, quan tâm nhau á, thì mới đầu thì nó sẽ rất là thú vị.
nó sẽ rất là đáng yêu. Nhưng mà một khi một cái công việc hoặc là trong cuộc sống bắt đầu có những cái áp lực về công việc rồi á, thì đôi khi những cái đó nó sẽ tạo những cái mà phải nói là áp lực hơn công việc nữa. Thực sự vừa lo việc vừa nhá tờ trả đúng lời. Rồi cái đó là mình phải tinh ý cái việc đó, và đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái chuyện là mình cứ phải, mình không có được tự do, mình không có được tự do để làm một cái điều gì cả. Tưởng tượng một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện khác. Đúng rồi. Đó, anh vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, vì cái nó bị mệt mỏi á con. Nó nghe này, cho nên là sau đợt đó chắc là bớt nhắn tin lại đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó lúc đó là cảm nhận của con sao? Thì còn ngồi nói chuyện á. Thì nói chung á là cái lúc đó thì con, cái lúc mà chia tay 3 ngày đó thì thật sự thì mình nhắn tin thì nhắn tin với bạn bè thôi, chứ trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì đâu, nó rất là khó chịu. Nhưng mà tại vì vợ cứ giận những cái chuyện con không biết là cái chuyện gì mà cứ giận. Nhưng mà hai cái từ thương hại đó là như thế nào? Thì lúc đó con cũng không có suy nghĩ kỹ, chỉ nhắn cho vui vậy thôi. Nhắn cho cái cô kia à? Không phải cô, là bạn giống như là một người bạn mới rồi mình tâm sự. Đã nói em gái thôi. Mưa mà mưa hơi lớn chút xíu. Cũng may mà tạnh được, tức là tạnh đúng thời điểm. Đúng không? Có 3 ngày thôi chị. 3 ngày là hết nước rồi, 3 ngày là mưa hết nước rồi. Rồi thôi bây giờ mưa thuận gió hòa rồi, đúng không? Dạ. Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi, trai bé trai đúng không? Dạ đúng rồi. Đó rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó, lật sang trang nè. Dạ, khi mà lấy rồi. Nhau xong rồi coi như là trong tình yêu là chia tay có 3 ngày thôi. Là dài nhất. Đó, rồi không có gì gọi là sóng gió nữa hết. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ về nhà thì bắt đầu mới có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện. Có không? Có là góp ý em nha. Có là góp ý để đối phương đúng sửa rồi nha. Phải đây là cơ hội để chúng ta nói nói về cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của mình về người bạn đời của mình. Nó sẽ là bằng chứng trước tòa sau này là hai đứa mà có chối á, nó đây bật lại cái tua lại cái đoạn này. Đó. Anh nhớ bữa đó anh hứa không? Anh hứa anh bỏ không? Đó ví dụ. Anh ấy có những điều gì chưa vừa lòng, những điều gì cần phải khắc phục, mà nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ, tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Cho nên là con cũng hiểu được về anh cũng khá nhiều. Thì tới lúc cưới á là con bị vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược. Nghĩa là lúc quen á thì anh cũng không có được chu đáo, không có được tốt bằng như là sau khi cưới. Sau con khi nhín lại một chút lòng tốt. Dạ, chuẩn bị nó nhín lại một chút. Coi chừng nó khui những cái tính tốt đó nghe. Thì đó, bây giờ bắt chuẩn bị lạc đề rồi đó. Khui tính tốt và lạc đề đó nghe. Đây là giai đoạn coi như đây là thời khắc để chúng ta khui tật xấu. Dạ. Nha. Nếu mà nhất định là khui tật xấu thì anh khui đi. Anh khui trước đi. Ủa là sao? Dạ, tại vì con thấy anh là cũng được mà 9,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25, 0,025 cái kia là cái gì? Dạ, 0,25 là để cố gắng, để phát huy. Chứ còn con thấy anh gì là ok lắm rồi. Không, tức là giờ con, gì luôn con muốn anh thay đổi điều gì không? Con muốn anh là cứ như vậy thôi, cứ như vậy. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Là con thấy là đủ. Không cần thay đổi gì hết. Dạ, đừng thay đổi, vậy thôi. Và vậy, và hơn vậy nữa một xíu là được. Dạ. Đó là thay đổi hơn bây giờ xíu đó con. Dạ, thay đổi cái gì? Rồi. Nhưng mà thay đổi cái gì? Là ví dụ thương, bây giờ thương vợ con là thương cao như thế này, cao như thế này. Thì giờ thương tiếc, cao như thế này. Dạ. Đó. Ủa có mê game, có hút thuốc, có nhậu nhẹt. Ngày trước á là anh có chơi game, nhưng mà sau khi cưới con thì anh cũng không chơi game nữa. Tức là bạn này bạn nó thay đổi ngược mà. Thành ra là vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược thôi, vậy là tốt rồi. Mình chặn liền không? Tốt rồi. Nó khui tính tốt. Đúng rồi. Còn rồi con muốn vợ con thay đổi điều gì? Không, về trước mắt là có tật xấu không? Cái thay đổi là cái tật xấu đó. Muốn vợ con thay đổi điều gì? Dạ. Vợ có tật xấu là tối là đi ngủ là không có thường xuyên đánh răng đâu. Đánh răng nó hơi bị xấu. Thì phải giữ gìn vệ sinh. Đúng rồi, giữ gìn vệ sinh răng miệng. Phải chịu khó đánh răng thêm. Rồi đó là thay đổi nè, rồi gì nữa? Rồi nói chung rồi cố gắng chịu khó ăn uống cho mập lên. Dạ đúng rồi. Tại vì con thì cũng cố gắng nấu cơm rồi cũng tắm bổ món này món này món kia, nhưng mà vợ thì cũng lười ăn. Cho lười ăn đi. Cho nên mới vậy nè. Cho nuôi miếng đó. Chỉ mong vậy thôi. Với lại làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Đó thì ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Lười ăn, đó, lười đánh răng đó, và tham công tiếc việc. Lười đánh răng sau này nó sâu răng là mệt lắm nha con. Đau răng là đuối lắm luôn. Rồi.